Chính thức cấp biển số xe theo mã định danh của chủ xe từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Theo Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe gọi là biển số định danh. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi, cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi. Nếu quá thời hạn nêu trên mà chủ xe chưa đăng ký thì biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số theo quy định. Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở nơi cư trú từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó, tức là không phải đổi biển số xe. Vậy thì có cần đổi biển số hiện tại thành biển số định danh hay không? Về vấn đề này, đối với xe đã đăng ký biển năm số trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được tham gia giao thông và chỉ thực hiện cấp đổi sang biển số định danh nếu thuộc một trong các trường hợp sau. Chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc là khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh